Rồi, siêu nhân xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay ngày 30 tháng 7, thứ ba, mấy anh em thợ của siêu nhân bắt đầu đưa tấm cách nhiệt cũng như là tấm tôn đầu tiên lên mái nhà của trạm Chi Dung nha cả nhà mình. Vào clip siêu nhân xin mến chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an ha. Thì cả nhà mình thấy cái đầu cao nè, cái đầu cao phía trước nè, một cái dàn giáo, hai cái dàn giáo và một người đứng lên nữa. Dàn giáo là dàn giáo rồi cao nha cả nhà mình, một dẹp một bộ là 1m7 nha, một người đứng lên nữa là còn nói chung là làm cũng hơi là lón nhón chút xíu. Thì cái độ cao này, phần trước này rất là lý tưởng ha cả nhà mình ha, phần trước phần sau nói chung là cái nhà của Chi Dung là chiều cao là đạt theo mong muốn ha cả nhà mình, rất cao cao ráo và thoáng mát. Bây giờ là tấm cách nhiệt đầu tiên đã đưa lên và tấm tôn đầu tiên chuẩn bị đưa lên nha cả nhà mình. Thì hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 7, mấy anh em thợ của siêu nhân tranh thủ cái như là cái lúc này là cả nhà mình thấy là mặc dù là buổi sáng nhưng mà trời vẫn không có được trong lắm ha, nhưng mà vẫn làm, nhưng mà so với mọi mấy ngày thì ngày hôm nay đỡ hơn nha cả nhà mình, ngày hôm nay có vẻ trong hơn ha. Trời mưa gió thì cách nhiệt đưa lên nó hơi bay, khó làm, nó hơi khó làm. Chuyền cái máy khoan tay lên trên đây bắn khóa trước đi. Chuyền cái máy khoan pin lên đây bắn trước giữ đi rồi chuyền xuống dưới sau. Nó hơi cao quá cả nhà mình, vừa cao mà vừa có gió nên ra cũng hơi khó làm ha. Cái cách nhiệt thì nó nhẹ dữ lắm, chưa có gì dặn lên trên thì nó bay. Cái cuồng cách nhiệt bữa giờ mua trên đây nó hơi bị mớp mớp nè cả nhà mình, để lâu quá rồi mình làm á, rồi dời qua dời lại nó hơi cấn mớp mớp mớp, mà mặc dù siêu nhân rất kỹ nhưng mà nó vẫn bị. Nhưng mà cái này thì vài bữa nó cũng thẳng ra được chút xíu ha cả nhà, vài bữa mình lợp lên rồi á, rồi nắng của tấm tôn á nó hật xuống nó sẽ thẳng ra được tí xíu nữa, chứ không phải là mớp nhiều như vậy. Nhưng mà nhìn nó rất xấu ha, nếu mà nó thẳng thớp như cái đường thứ hai nè, cái đường thứ hai là mình xả xong rồi cái nó hết bớt mớp nè, đẹp hơn. Cách nhiệt bị cách nhiệt bị chồng mí rồi, cách nhiệt chính giữa bị chồng mí rồi. Hôm nay siêu nhân cho cả nhà mình xem
mình ra được mấy khuôn ha cả nhà mình. Đó, mỗi một ô là có một bờ gạch chặn vậy cả nhà mình thấy rõ ha. Rồi còn cái đường cống của mình thì đi vậy nha cả nhà mình. Mới được con khúc ha, 1/3. Đường cống của mình mới được 1/3 và đã đào thêm được một khúc nữa. Còn dài tới dưới còn dài lắm cả nhà mình. Dài xuống tới dưới thì coi như mình đào mới được phần nửa ha. Xây thì được 1/3, đào thì được phần nửa. Còn tới dưới nữa hơi bị dài. Nhà theo. Trầu sinh cho đời đừng có mưa là siêu nhân là trôi diệt thôi. Trời mưa là thua. Còn đây là cái mái nhà của mình sau khi thực hiện mấy anh em lợp 6 người lợp cái mái nhà buổi sáng thì được 2/3. Còn lại một khúc nữa thôi cả nhà mình. Được 2/3 nè. Tới cái hàng cột này là hàng cột này cả nhà mình thấy đây là phần nửa nè. Thì bây giờ mình leo qua phần nửa một tí ha. Mình leo qua phần nửa một tí. 2/3 rồi. Đây là sau khi mình bỏ cách nhiệt lên và kéo cách nhiệt thẳng thơm ra là đã được lập toàn lên nha cả nhà mình. Thì sau khi lập toàn nữa thì mai chiều mình che mưa được, thí dụ trời mà có mưa thì mình tranh thủ mình tô phần trong đây vậy đó cả nhà. Chủ nhân sắp xếp việc vậy đó, bữa giờ là không có tô ở đây, để dành đây, để dành sau khi mình lập toàn lên như vậy rồi lỡ anh em làm bên ngoài mà trời có mưa thì mình nhảy vô trong mình có việc mình làm, chủ nhân chưa cho tô bên trong. Giờ thì anh em thợ ăn cơm hết rồi cả nhà mình. Ăn cơm hết rồi. Hôm nay chủ nhân phải chạy về nhà để mua đồ vật tư đồ lên nữa cả nhà. Mua vật tư đồ lên. Ngày hôm nay nền thì được ban ra sơ sơ, đầm thử mà chưa có được ha cả nhà ha. Đầm thử mà đất nó còn ướt á, đầm chưa có được. Nó phải khô mới đầm được. Chủ nhân mới mua máy đầm bự nè, máy đầm 80 kg, tội lớn. Nói chung là cũng tạm ổn ha cả nhà mình, nói cho cả nhà mình đỡ lo tạm ổn ha. Không mưa là mình sẽ ổn định thôi. Hôm nay ít phút siêu nhân chia sẻ cho cả nhà mình biết được cái thông tin việc làm của mình như vậy nha. Bây giờ siêu nhân cũng sắp xếp cái chiều nay là siêu nhân chạy về Sài Gòn. Siêu nhân mua đinh vít rồi bản lề chốt cửa tự động đồ các thứ để mình lên mình làm. Chuẩn bị bước vô khâu này rồi cả nhà mình. Chuẩn bị trước. Chỗ rửa chén. Đây là chỗ cái này là, đây là cái phòng. Đây là phòng chữ Dung ha cả nhà mình ha. Phòng của chữ Dung bề ngang 5 m, sâu vô vậy là 3 m. Ở trên siêu nhân có chừa cái bông gió ha. Còn đây là cái nhà tắm. Đây là cái nhà tắm thì nó lỡ cỡ quá siêu nhân cho làm hết luôn. Thì bề ngang qua là 1m4, chạy dài 5 m luôn ha. Chạy dài cũng 5 m. Còn cái ô này là cái ô khu rửa chén, nằm trên cái mặt hầm của mình ha. Toàn bộ là nằm trên mặt hầm mình, khu rửa chén. Rửa chén thì siêu nhân định là lót gạch và dán gạch ha, dán gạch xung quanh lên tới đó đó, chạy dài qua tới đây cho nó đỡ dơ, dễ vệ sinh hơn. Đó, khu rửa chén nó tính vậy. Còn đây là khu nhà bếp. Đây là siêu nhân dự định là làm chế là cầm cái kệ làm khu nhà bếp để cho Dung đứng nấu cơm ở đây, nhìn ra các bé bên ngoài ha cả nhà mình. Nấu cơm đứng trong phòng gì này nấu cơm. Nhìn ra tụi nó bên ngoài dòm ngó cho cái bếp chạy dài ra chút xíu nữa cho nó rộng ha cả nhà mình. Rồi hôm nay siêu nhân quay đến đây ít phút chia sẻ cho cả nhà mình xem việc làm. Trời thì có nắng ha cả nhà mình, thật sự ra sáng giờ từ bữa giờ là lâu lắm rồi, cũng cỡ mười mấy ngày, 20 ngày vậy đó, mười mấy ngày đó, thì hôm nay mới thật sự thấy nắng. Không có nắng luôn nha cả nhà mình, hôm nay mới có nắng nha. Buổi sáng thì trời vẫn còn mây nhưng là không có mưa, trưa lại thì có nắng, rất là mừng cả nhà mình. Nắng này thì cầu xin đừng có mưa nữa, chừng cỡ
10 ngày trở lại nữa thôi là cả nhà mình sẽ thử sự khác biệt của trạm mình hình thành lên rất là lẹ. Nếu trong vòng 10 ngày không mưa. Còn vách tường cả nhà mình nhận thấy, cả nhà mình thấy nó leo cái dốc không, đó là có xéo theo cái miếng đất của mình đó. Rồi được tô trong tô ngoài hết nha cả nhà mình. Tô trong tô ngoài đàng hoàng nha. Tô ngoài nè. Nước nó không thấm luôn. Cửa chuồng cửa đi vệ sinh á, cửa đi vệ sinh thì bây giờ chủ nhân xin nói với cả nhà mình vậy, nó quá nhiều, nó quá kỳ công đi, nó quá nhiều đi, còn bỏ luôn á thì bỏ luôn cửa mà đi vệ sinh từ ô này qua ô kia bỏ luôn á thì thấy nó cũng sao sao á. Chủ nhân ráng thêm tí bằng cách này là đi vô dọn vệ sinh cho ô này, mở cửa ô này, nó cả nhà thấy chủ nhân chịu cửa nè, đó, mở cửa ô này qua ô này, qua ô thứ hai, rồi bắt đầu dọn số ô thứ hai nữa và mình mới đi ra qua ô thứ ba, đi vô dọn ô thứ ba, mở cửa ô thứ ba, qua ô dọn ô thứ tư, có nghĩa là hai ô là một cửa, hai ô là một cửa, đó là cửa vệ sinh, còn cửa phía trước là ô nào cũng có hết ha cả nhà mình. Chủ nhân tính vậy thì chủ nhân đỡ lại được khoảng 6-7 cái cửa gì đó, hai ô làm cửa vậy đó, chứ còn chỉ dùng mà giờ mở cửa mà đi nguyên một dọc vậy thì cũng sách không có nổi, thì là hai ô mình đi ra một ô, xong mình đi vô lại hai ô, cái mình đi ra lại một ô, hai ô làm cửa, bỏ bớt một cửa. Nói vậy là cả nhà mình hiểu ha, là chương trình của chủ nhân tính là như vậy cho nó đỡ lại chút xíu. Thật sự là nó quá nhiều cửa, nó quá kỳ công đi. Nếu như mà làm hết rồi cả nhà mình thấy cái trạm này gần 30 cái cửa. Làm vậy thì rút lại cho siêu nhân được 6-7 cái cửa gì đó, đỡ được chút xíu. Tất cả là đều vuông 75 hết cả nhà mình ha. Cái trạm này sẽ khác hơn những trạm khác, những trạm trước giống như là khác trạm Nhân Quyền, khác trạm của siêu nhân luôn. Thì những cái trạm kia của siêu nhân á, là cái cột cổng này là cái cột cửa này là chỉ vuông 50 thôi, vuông 5 thôi, còn đây là vuông 75 hết toàn bộ luôn, không có một cái vuông 5 nào hết nha cả nhà mình. Xung quanh giáp vòng hết đó đều là vuông 75, còn những cây mà chịu lực nặng giống như ở cuối cùng đất chịu lực nặng, đất nó thấp quá thấp ở sau thì siêu nhân cho cột vô lên vuông 100 luôn, ở sau đích là vuông 100, còn ở trên đầu còn phần còn lại là tất cả đều được mình đặt vuông 75 hết, không có cây nào nhỏ cả nhà thấy không, bằng nhau hết, không có cây nào nhỏ hết nha, rất là chắc chắn. Rồi hôm nay siêu nhân chia sẻ đến cả nhà mình thấy như đây ha. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi clip của siêu nhân và ủng hộ kênh siêu nhân. Trước khi kết thúc clip, siêu nhân xin mến chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an nha cả nhà mình. Và siêu nhân xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những video tiếp theo ha. Mới vừa nói với cả nhà mình, trời hôm nay có nắng, rồi giờ mát lại, rồi nắng lại, nắng gián đoạn nha cả nhà mình nha. Trời nhiều mây, nắng gián đoạn ha. Nhưng mà cầu xin đừng có mưa. Rồi siêu nhân xin phép chào tạm biệt cả nhà mình nha. Bye bye cả nhà mình.